mà Hồng Duy được vào sân ngay phút 61 đó thì theo dõi qua TV thì chú có cảm thấy lo lắng không ạ? Và cảm xúc của chú lúc đó như thế nào ạ? Cầu chúc cho các cháu, các tuyển thủ U23 Việt Nam ráng rèn luyện thể lực, sức khỏe, kỹ năng, kỹ thuật để sau này tiến đạt và đem cái vinh quang về cho đất nước và cho những người, hàng triệu người hâm mộ về cho đất nước Việt Nam. Trước hãy thấy mặt cho gia đình của mẹ Phạm Thúy Mạnh, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khán giả đến mọi miền đất nước Việt Nam của chúng ta một lời chúc sức khỏe, một mọi lời chào thân thương nhất. Đối với người mẹ, người bố đời dìu dắt con vào con đường đá bóng thì tôi là ở một vùng nơi xa xôi, nghèo khó, đường đi lại xa xôi vất vả. Để hôm nay con tôi và đội U23 Việt Nam được trưởng thành đến mức độ như thế này, tôi rất xúc động. Tôi chắc có lẽ trước đây tôi chẳng nghĩ được đất nước vinh danh cho gia đình chúng tôi như thế này đâu. Tôi rất xúc động và tôi rất cảm ơn tất cả các những người hâm mộ trên trái đất nước Việt Nam của chúng ta đã cổ vũ cho U23 Việt Nam chúng ta con cháu đã được trưởng thành với màu cờ về cho sắc gạo là bộ mẹ mừng rồi. Qua một thời gian thì cháu là cùng là thi đấu được lên đội tuyển U23 thì cháu cũng nỗ lực phấn đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo của tổ quốc, đó là điều mà quan trọng nhất của cháu và cùng gia đình là động viên cháu hết sức mình để cống hiến cho nền bóng đá của Việt Nam của nước nhà bay xa hơn nữa.